Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của bạn Pipi. Và các bạn ơi, ngày hôm nay các bạn có thấy điểm gì đặc biệt trên bộ sưu tập này của bạn Bi không? Đó chính là tất cả các xe và đồ chơi súng bắn khủng long đều có màu đen. Màu đen của tiếng Anh của chúng ta là gì nhỉ bạn Bi ơi? Black. Black nha các bạn, nhớ nhá. Màu đen tiếng Anh là black. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát thật kỹ từng món đồ chơi màu đen như thế nào nhá. Đây, chúng ta có một chiếc xe cảnh sát tiếng Anh là police car. Chúng ta có xe cảnh sát. Ồ, chúng ta có cảnh sát nữa, cảnh sát nhỏ và cảnh sát to. Wow. Rồi chúng ta sẽ cùng đi từng chiếc một xe nha. Đây là xe mô tô, máy mô tô. Đây là xe ô tô mở cửa. Xe cứu thương màu đen. Đó. Màu đen xám, súng màu đen. Cứu thương nào? Cảnh sát màu đen. Đây, cứu thương màu đen này. Cứu thương màu đen nha. Cảnh sát màu đen. Đó, điện thoại bên ten màu đen. Đen vàng. Cảnh sát màu đen. Bên này có những chiếc xe nhỏ cũng màu đen. Nhưng có hai xe HP không đặc biệt. Nhưng mà và các bạn biết không, có nhiều khẩu súng cũng màu đen này. Có màu đen đây nha. Có khẩu súng màu đen nha. Hai cái súng này đang chiến đấu với nhau. Có một con khủng long ở giữa. Sẽ bị bắn bum 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 bum. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chi tiết từng chiếc một nhé. Chúng ta có một chiếc xe. Xe gì đây nhỉ? Bật pin nhỉ? Xe máy. Xe máy các bạn nhá. Phân khối lớn nhé. Nhé nhé. Đây, xe máy màu đen. Ô tô cảnh sát của McQueen. Ô tô cảnh sát của McQueen đúng không bạn B? Đúng không nhỉ? Đúng vậy. Đây, cũng màu đen. Xe cứu thương cũng màu đen. Rồi, tiếp theo chúng ta có xe gì đây nhỉ? Xe này xe gì nhỉ? Xe đua. Xe đua hả? Wow, thế đẹp quá nhỉ. Vậy thì xe đua này có màu đen như nào nhá? Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát xem bên trong sẽ có gì ha. Và các bạn có biết điểm đặc biệt của xe này là gì không? Đó chính là điểm đặc biệt là gì nhỉ bạn Bi nhỉ? Mở được cái gì nhỉ? Thế bạn Bi mở cho các bạn coi cái. Mở như nào nào? Nào bạn Bi lấy tay mở ra cho các bạn coi nào. Mở hai cánh cửa luôn. Đây mình giữ cho bạn Bi mở cửa nha. Được không? Đây này. Chúng ta đã mở một cánh này. Thêm một cánh nữa nha. Đây, vậy là chúng ta mở được hai cánh cửa luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bên trong. Có buồng lái này. Đẹp quá ta. Đằng sau có 4 ống xả khói luôn. Wow, đẹp quá ha. Đóng cửa lại được này. Rồi xong mở ra nhá. Thích nhỉ bạn Bi ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tiếp nhá. Đó chính là một chiếc xe police car. Đã giới thiệu những tập trước rồi. Các bạn có thể vào trong album của bạn Bi để xem về chi tiết chiếc xe này nhá. Đây là một chiếc xe cảnh sát cảm ứng. Cảm ứng đây, có nút cảm ứng trên này này. Nghe tiếng động cơ không? Chạy xuống cho nó đi. Ok. Din. Chạy nhanh quá. Chạy nhanh sụp đúng không? Sụp luôn á. Wow. Không ngờ chạy nhanh phết đó bạn Bi. Rồi tiếp theo chúng ta có xe gì nữa không? Có. Đang nói về chiếc xe cảm ứng này hả? Đẹp ha. Rồi trên này thì chúng ta có một chiếc xe. Đây bạn Bi muốn giới thiệu một xe Hot Wheels này các bạn. Xe Hot Wheels này màu đen nhá, màu đen cam. Màu đen cam nha, có ống này trước này là ống gì đây bạn Bi? Ống nhòm. Ống nhòm hả? Vậy là theo bạn Bi là cái trước này là ống nhòm đấy các bạn ơi. Ngầu quá ha. Hiệu xe của Hot Wheels nhá. Có tia lửa lên. Din. Và chúng ta có thêm này, xe tải này. Chúng ta có thêm cũng màu đen nhá. Đây, xe tải cũng màu đen luôn nhá.
Và đây, chúng ta có xe siêu to, đó chính là xe cảnh sát mở cửa. Đấy, mở được hai cánh cửa luôn. Đây, mở được hai cánh cửa luôn các bạn. Và phát nhạc nè. Đây. Đó. Và xe nào màu đen nữa nha. Đây chúng ta có một xe ô tô này cũng màu đen nhá. Đẹp quá ha. Có xe nào màu đen các bạn biết muốn giới thiệu nào? Chúng ta có khẩu súng màu đen này nha các bạn. Theo các bạn thì nó có kêu không? Có. Rồi chúng ta hãy thử nhá. Bắt đầu đếm nào. 1, 2, 3. Ồ, mạnh không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử tiếp nhá. Thử tiếp cái món gì nào. Xe gì? À, có xe này chưa giới thiệu này. Đây là xe cảnh sát thùng. Cảnh sát thùng này là chuyên gia bắt kẻ xấu này, bỏ vào trong thùng này luôn, xong đưa về đồn. Và Bi còn hôn nữa kìa, hôn xe cảnh sát luôn. Rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta có xe này. Chúng ta có điện thoại của siêu anh hùng. Không, chúng ta có xe này. Bạn Bi ấn nào. Xe nó sẽ bắn. Bạn Bi ấn đi. Ồ, hay ha. Cho xe lên. Rồi bấm đi bấm. Fire engine. Có đóng lại được không? Làm sao mà đóng lại được trong khi chúng ta đã để xe ô tô lên rồi. À ok. Đây là xe bằng sắt nha các bạn. Cực kỳ bền chắc luôn. Nào bạn Bi hôn đầu xe cái. Ý, à các bạn ơi, đặc biệt nha, hôm nay bạn Bi cũng mặc áo màu đen nha. Đó, siêu ngầu luôn, có chữ Scooter. Đẹp quá ha. Rồi bạn Bi lại ngồi đây nào, xem cho các bạn nhìn thấy một loạt xe màu đen nào. Đây, các bạn hãy nhìn qua nhé. Màu đen nè. Màu đen của bạn Bi nè. Nhiều quá ha. Ồ, oh, có xe này nữa là xe đua này. Xe đua này mình chưa giới thiệu. Thì giới thiệu rồi. Hai xe luôn. Xe nào xe về đích đây? Xe nào xe về đích đây? Về đích ra. À, vậy là xe cảnh sát đã chạy về đích rồi, nhanh lên. Chúng ta sẽ để đây thôi. Yeah, yeah. Có khủng long này. Xe này mình khủng chưa long quay này thuộc về màu xám đen xe nha. Xe này mình chưa quay nè. Đấy. Khủng long sáng đèn luôn nha. Khủng long phun lửa phải không bạn Bi? Khủng long bắt đầu sẽ đi ạ. Nó sẽ đã súng luôn kìa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Mạnh dữ. Wow. Nó đã bắn năng lượng rồi. Ờ đấy hả? Vậy các bạn hãy xem lại một số sản phẩm màu đen của bạn Bi nhá. Đó chính là những chiếc xe và đồ chơi màu đen nha. Và bạn Bi đã nằm vào đây rồi. Nếu các bạn yêu thích kênh của bạn Bi thì hãy nhớ một gì nhờ? Một like, một share, nhớ đăng ký vào kênh cho bạn Bi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.